Mặt trời và gió là hai thứ trong tự nhiên được con người khai thác nhiều nhất để mà tạo ra năng lượng tái tạo. Thế nhưng một thành phố ở miền Bắc Nhật Bản lại tin rằng là họ có thể khai thác điện năng từ một nguồn tài nguyên xưa nay chưa được chú ý đến. Đó chính là tuyết. Người ta sẽ lấy toàn bộ lượng tuyết mà các xe dọn tuyết ở thành phố thu được và đổ xuống hồ bơi của một trường học đã đóng cửa. Điện năng sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng chênh lệch nhiệt độ giữa tuyết và không khí ở bên ngoài. Các ống truyền nhiệt sẽ được đặt trong tuyết, nguồn cung cấp không khí lạnh. Trong khi đó, không khí bên ngoài được sưởi ấm bởi mặt trời. Sự khác biệt về nhiệt độ này sẽ tạo ra dòng đối lưu trong một loại chất làm mát bên trong tuabin. Và dòng đối lưu này sẽ làm quay tuabin để sản xuất ra điện năng. Mitsui đặt mục tiêu sản xuất điện với chi phí khoảng 20 yên tương đương với 3.500 đồng cho mỗi kWh từ năm 2025. Mức giá này sẽ thấp hơn chi phí sản xuất điện gió ngoài khơi và nhiệt điện chạy bằng dầu diesel từ năm 2030.